Ây yo, đoán xem tụi mình đang cầm gì nào. Đúng rồi, đó chính là vẽ chân yêu thương của trường Ngô Quyền. Hôm trước thì mình có đặt mấy cái này để mà hôm đó mọi người có thể check in với cái quầy bán đồ ăn của lớp mình á. Rất là xinh luôn. Vì là trăng yêu thương trùng với Halloween cho nên mình đang làm mấy cái nón để đổi cho nó có không khí. Hello mọi người, thì hôm nay là trăng yêu thương cho nên tụi mình đang chuẩn bị đồ để cho chiều bán nè. Còn đây là đồ ăn sáng của mình, rau câu dừa. Đây là tụi mình đang lau mấy cái ly cho nó khô để tí đổ rau câu á. Thì mình đang làm rất là chăm chỉ luôn đúng không? Nhưng mà thật ra là toàn nói chuyện không ạ. Thật lười biếng. Còn bây giờ là đổ rau câu thôi. Mình phải nghiêng cái ly như này nè, để khi mà đổ cái rau câu nó sẽ, cái lớp nó sẽ nghiêng nghiêng á, nhìn cho nó đẹp và bắt mắt hơn. Bớt màu đỏ là đổ bớt dừa. Không em, không dừa. Không em, cái đó màu tím nha, cho anh ta cho người ơi. Đầu khô cũng cứ lật ngửa ra. Bây giờ không được chắc luôn miếng canh nữa. Bán thì phải bán 10 ngàn thì cái sự kỳ công. Đúng rồi ạ. Hồi nãy đếm thử cái đây được bao nhiêu ly đâu. Nếu mà đếm thêm được bao nhiêu. Tại cái khăn thứ 3 ra là kìa. Vậy còn một cái khăn nữa nữa. Còn một hai thôi. Ok. Bây giờ là không? Trời ơi, cầm ơi. Cầm ơi. Gì vậy? Bớt đâu. Ôi, trời dùng mày ơi. Tụi mình đang dán mấy cái logo của lớp lên mấy cái ly rau câu nè. Xinh quá luôn á. Ờ, nãy nó bay bớt giữa cầm. Đây là đang chụp hình đã đi bia rau câu đi. Mọi người đang chăm chỉ vẽ để tí trên chiếc quầy nè. Đó đúng á, mỗi lần con mới chụp mấy cái bánh bánh xe. Còn đây là buổi trưa sơn hào hải vị của tụi mình, đó là một thùng mì gói. Mình đi một về 500. Trăng yêu thương đầu tiên của mình ở trường Ngô Quyền. Mong là năm sau trăng yêu thương sẽ vui hơn nữa.